Xin chào quý vị, hiện tại thì mình đang ở sân bay quốc tế Cát Bi, Hải Phòng để bay về lại về Hàn Quốc ấy. Nhưng mà mình sẽ quay lại hành trình mình về Hàn Quốc cho mọi người cùng xem nhé. Hiện tại thì mình cùng gia đình mình đã đến sân bay Cát Bi, Hải Phòng rồi và đang chuẩn bị chờ để làm thủ tục để lên máy bay ấy. Ôi, con mệt, con ra cái ghế không ngồi cả. Không mệt đâu, không mệt. Đi chơi cho nó vui. Nhưng không về không ra chính chỗ ấy thì là không có chỗ đâu, để có mấy đứa kia nó chiếm mất chỗ thôi. Ông kia làm, ông làm dài thôi mà. Mười tiếng không sao? Thế sao cho em ngồi, sao cho em ngồi tí được mà. Trên này cho em ngồi. Thế sao ngồi tí được, sao ạ? Thế sao ngồi tí? Ta tung tăng tí nào. Để sao đi xuống sao cho em ngồi tí. Mình là chị mà mình nhường nha. Thế chị phải nhường em rồi. Ừ. Không nghĩa vụ chị là phải nhường đâu. Lúc con chân lên nhá, con hạ chân xuống. Rồi đi đừng đi đừng. Ôm vô nhỏ. Ê ủa rồi, tôi lá cho người. Cái phim mệt quá, cái này đủ nít. Được. Nào. Con sẽ xuống nè. Con phải là cái gì? Rồi tung tăng tung tăng. Cái mốt lớn lớn tí nữa thì cho đi du lịch, sang đi du lịch cũng được. Đây tạp hóa, ủa sao tạp hóa cũng mừng cười quá. Tạp hóa Hoa Phượng à? Đấy quá à? Đi vào đây. Đi vào. Em sao thì được thôi chứ. Lên là giấy của gì luôn. Lấy luôn. Đi ra xem. Chụp lễ mình phải chụp ở chỗ Vietjet này mới đúng chứ. Đúng rồi, đoạn này đẹp mà. Ghế. Tí không bây giờ là không có chỗ ngồi. Sang đây sang đi xuống đi chơi còn hơn. Con chưa mở quay nữa. Ngủ mà rất đấy. 18 cửa 18 mệt quá. Nè mày cho xuống đi để nó chơi. Để xuống chơi. Con ra con gặp em Sam ấy. Hết rồi à? Vì nó con sẽ đụt mà. Quay.
quanh lại. Ok, đi đi. Đi đi. Đi. Nguyễn Kim Phượng. Bánh bao cũng ngồi à? Đi mấy lần mới về cơ. Ừ. Con có đi không? Hả? Đừng có mặc quần áo đâu. Sang đi mua. Dạ. Sang đâu mua? Gì mua? Ừ. Ừ. Con đồng ý không? Gì mua gì? Quần áo á, sang muốn đi làm gì không? Là. Cô chị đại học à? Cô chị đại học à? Nhưng mà chị ở cắt đi đấy.
vào rồi này. Bye bye, bye gì? Phải đấy, phải lấy chào, lấy chào như nào? Bye. Bye. Lấy cháu chào gì chứ? Và có cần gì không? Có phải đợi gì không? Hả? Ừ. Đây là khu phòng chờ để lên máy bay ở trong sân bay quốc tế Cát Bi Hải Phòng ấy. Đêm muộn là người ta vẫn bán đồ tạp hóa nhé, như là mỹ phẩm này, rượu này, nước này, bánh. Thì mình hôm nay mình có đi với bạn mình ấy, bay về cùng. Mình chuẩn bị lên máy bay để sang Hàn Quốc ấy, thì xếp hàng dài, mình thấy hầu như toàn là người Hàn ấy. Sang Hải Phòng du lịch ấy, về Hải Phòng du lịch, về Việt Nam du lịch ấy, về Hải Phòng. Đấy, mọi người đang xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay. À, chờ cũng khá lâu nhé, máy bay còn định lên 30 phút thôi. À, may là máy bay này bật máy lạnh nên mình cũng chịu được. À, giờ đợt này mình về mình thấy Hải Phòng hơi thay đổi rất là nhiều nhé. Cổ xưa mình ở đây là không có sân bay quốc tế Cát Bi đâu, chỉ có bên nội địa thôi. Mình cũng thấy khá là hay và vui ấy. Đầu tiên nhìn gần cái máy bay này, hồi xưa đi không để ý đâu. Đi cứ thế là đi lên máy bay, bạn tại vì mình say xe ấy. Nên là mình chỉ đi như thế thôi. Đi không có gì để máy bay hết, chỉ biết là đi lên là đi lên thôi. Tạm biệt Hải Phòng. Hẹn gặp lại vào một ngày tuần nhất. Bây giờ mình chuẩn bị lên máy bay để về lại Hàn Quốc. Mình đã sang đến Hàn Quốc rồi, máy bay vừa đáp xuống xong thì mình quay video luôn. Tại vì lúc trên máy bay mình cũng không quay được nhiều ấy. Với cả là mình bay đêm ấy, mình cũng khá mệt. Nên là người ta tắt đèn ấy, tối cũng không làm được, quay được gì ấy. Xong chuyến bay đêm này thì mình cũng khá mệt ấy. Thế nên là cũng không còn sức để nói chuyện với mọi người nữa. Thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nhé. Mình nhập cảnh vào Hàn Quốc ấy vào sáng sớm ấy, nên là ít người lắm, nên là làm thủ tục cũng nhanh gọn lẹ. Mình ra thì chồng mình đứng đợi sẵn rồi, nên là mình cũng yên tâm. Đây là băng chuyển hành lý, mình lấy hành lý xong thì chồng mình đứng đón luôn tại cửa. Thì mình có đi cùng bạn mình ấy, thì bạn mình cũng chồng cũng đến đón luôn. Đây là bảng điện tử ấy, có cả tiếng Việt nhá, nên mọi người đến sân bay Incheon Hàn Quốc ấy không lo đâu, tại vì có cả tiếng Việt cho mình xem ấy. Nó như chuyến bay của mình chuyến nào nó hiện lên hết. Còn kia là chồng mình và gia đình bạn mình, thì bạn mình cũng đi theo mình cũng hơi mệt, thì bọn mình chia tay nhau rồi mỗi đứa về một lơi. Thì đây là bãi đỗ xe ở sân bay ấy. Mọi người đi ra sân bay ấy, muốn gửi xe thì vô tư luôn nhá, người ta có trông ngày trông tháng nữa. Bãi xe này rất rộng nhá. Mình đi về thì nó trễ chuyến 30 phút đấy, để làm nhiên liệu ấy. Rồi em
video của mình xin kết thúc tại đây nhé. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo. Nếu mọi người yêu thích video của mình, yêu thích mình, cho mình xin một nút like, một nút share và một nút đăng ký. Mình rất cảm ơn mọi người.